Xin chào các bạn. Đây là con HP XW9400 Workstation. Đang chạy CPU AMD Opteron nha các bạn. Wow, đây là một cái máy chạm rất là cổ của HP luôn các bạn. Theo mình thấy tem ở trên máy là khoảng tháng 2 2010 các bạn. Tính tới thời điểm này là nó hơn 10 năm rồi các bạn. Và máy còn rất là mới các bạn ha. Các bạn thấy cái tảng của VRM ha, nhìn nó rất là sáng sủa nè các bạn. Fan nè, rồi tản nhiệt CPU nè, mainboard các bạn, nhìn nước main cũng rất là mới luôn các bạn ha, và rất là ít bụi các bạn. Và đây là cái con máy chạm chạy hai con CPU mà mình rất là ít đụng các bạn, đó là bên dòng của AMD, và cụ thể đây là cái mã AMD Opteron các bạn. Đầu tiên các bạn ha, thì cái nguồn rất là khủng luôn. Ở thời điểm đó với cái nguồn là Delta các bạn, DSP 1050 tức là 1050W các bạn, và đặt chuẩn là 80 blood luôn đó nha. Đó. Rồi, đây là vị trí để gắn ba cái ổ quang này các bạn. Rồi, đây là vị trí để chúng ta gắn được bốn ổ cứng 350. Thường thường là cái con Workstation này nó chạy cái ổ cứng SAT các bạn. Nên sẽ gắn bốn ổ cứng SAT hoặc là hai cái để mà chạy RX01. Còn nếu gắn bốn thì có thể là RX5 hoặc RX10 luôn các bạn ha. Đó. Rồi, bởi vì nguyên cái hàng ở dưới đây các bạn thấy ha. Đó là để hỗ trợ ổ cứng SAT các bạn, và có 2 4 6 8 cái cổng ổ cứng luôn các bạn ha. Đó. Rồi cổng SATA thì có 2 cổng, 4 cổng, 6 cổng SATA các bạn. Rồi có cái cổng để mà cắm ổ A nữa các bạn, FDD á. Đó. Rồi cổng giao tiếp các bạn thấy cũng có nhiều cổng đời mới, ví dụ PCIe 16X này các bạn. Rồi 1 2 3 4 4 slot ha, gồm có 2 slot X8 và 2 cái slot X16 các bạn ha. Để gắn đua Vega đó các bạn. Rồi khay pin size cũ các bạn ha. Cái mở rộng đời cũ rất là nhiều. Và RAM thì các bạn thấy là mỗi một con CPU sẽ có bốn slot RAM các bạn, và ở đời CPU này thì chạy dual channel thôi các bạn ha. Bên đây là cũng CPU này cũng có 2-4 lót các bạn, gồm 2 lót trắng 2 lót đen, thì cái lót ưu tiên là lót trắng để cắm RAM trước các bạn ha. Hiện tại là máy này đang cắm 2 thanh 4GB các bạn, và thanh này là DDR2 ECC digit nha các bạn ha. Rồi máy hoạt động rất là êm ái các bạn. Các bạn nhìn thấy đây không? Bạn khè luôn ha. Đó, nhìn nó còn rất là mới, rất là đẹp các bạn. Đấy thì cái RAM này cũng được có một cái fan này các bạn, nó thổi gió tản ra hai đầu ha, để làm mát cho hai cái RAM này các bạn. Rồi cái fan này nhìn cũng rất là ngộ luôn ha các bạn, thấy không? Cái fan thì nằm nhỏ ở đây thôi, nhưng mà cái phần mà heat sink nó cao lên nè các bạn ha. Rất là đẹp. Các bạn thấy không? Rồi, phía sau máy thì vị trí đang gắn nguồn nè các bạn ha. Cổng cơm nè, cổng SPD X nè, cổng BS2 để gắn chuột đời cũ nè các bạn ha. Cổng 1394, 2 bọt len luôn nè các bạn ha. Rồi, 6 cổng USB 2.0. Đời này chưa có USB 3.0 nha các bạn. Và đây là ngõ để cắm audio. Rồi có một cái fan 12 để hút gió ra ngoài, nó chạy rất là, mình nghe rất là êm ái luôn các bạn. Và đây là cái máy thuộc phân khúc Workstation nha các bạn, bởi vì các bạn sẽ thấy có cái jack audio phía sau đó. Đó, và tiếp theo nữa là khe để gắn cặp hình nó khá là nhiều các bạn ha. Đây là phía trước máy. Trước máy thì gồm có nút nguồn này các bạn. Rồi hai cổng USB 2.0, cổng 1394 và hai để cổng để gắn tai nghe và gắn mic này các bạn ha. Rồi hai ổ DVD, trong đây có một cái ổ là Blu-ray disc luôn nè các bạn. Cái ổ này chắc mình nghĩ là khách hàng gắn thêm các bạn ha. Ở trên ổ riêng của HP nè. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ điểm qua cấu hình và chạy full load CPU thử cái nhiệt độ bao nhiêu độ C các bạn ha. Ok, mình gắn vào cái ổ SSD KingMax 240GB vô để mình cài cái Windows 10 Lite vô cho nó nhanh các bạn ha. Để mình trải nghiệm sơ qua về cấu hình nó, thì các bạn thấy á là CPU là quạt core AMD Opteron processor 2387 các bạn. Có xung clock là 2.8GHz và gồm có hai CPU vật lý nè các bạn, hai processor ha. RAM là 8GB gồm hai thanh 4GB như nãy mình đã thấy các bạn ha. Rồi, có ví dụ một số cái thiết bị cơ bản mình chưa có cài nhưng mà đó không cần thiết các bạn ha. Chủ yếu là mình xem CPU nè, thì vô đây các bạn thấy là không có siêu phân luồng nha các bạn. Mỗi một con là 4 core, hai con là 8 core thôi, 2 4 6 8 này các bạn. Chỉ đơn giản là như vậy.
Rồi, à, đây là cái bản CPU Z này các bạn. À, CPU AMD Opteron 2387 ha. Rồi, max TDP là 117.3W này các bạn. À, công nghệ là 45 nanomet ha. Rồi V-Core là 1V này các bạn. Đó, 4 core, 4 luồng các bạn ha. Rồi. À, bus bit là bus 800 này các bạn. Rồi, socket 2. Rồi, cũng tương tự như vậy các bạn ha. Rồi, RAM 8GB single. Tại sao mà gắn hai cây mà nó vẫn single bạn? Bởi vì về thực tế là mỗi một con CPU đang gắn có một thanh RAM thôi nên nó chạy single, đúng rồi các bạn ha. Và RAM đang gắn trong hệ thống là RAM bus 667 nha các bạn. À, Dimensity DRAM là 333 thì là bus RAM trên thanh RAM ghi sẽ làm bus 667 các bạn. À. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho chạy điểm CDN R15 và R20 thử các bạn ha. Và đồng thời mình sẽ cho full load CPU thử. À, xem hai cái tảng đẹp đẹp hồi nãy đó, à, nó gánh của CPU này ở mức bao nhiêu độ C khi mà render hoặc là khi full load trong thời gian lâu các bạn ha. Đó thì khi mà render các bạn, ví dụ bây giờ các bạn chạy render V-Ray thì sẽ chạy 8 cục này các bạn ha. Đó. Và CPU full load ở mức xung là 280GHz luôn nha các bạn, không có turbo gì hết ha. Đó, các bạn thấy nè, quạt core Turin nè, 8 core 8 luồng 280GHz các bạn ha. Rồi ok các bạn ha, đây là điểm Cinebench R15 nè các bạn, 549 điểm. Như vậy là hai cái con CPU này á, đây các bạn thấy nè, 549 nè các bạn. Nó sẽ render thua cái con i7-3770 chút xíu nha các bạn. À, i7-3770 4 core 8 luồng á, thì nó sẽ là 662 nè các bạn ha. Đó. Ok các bạn ha, à, chạy hai con CPU RAM 2 thì hiệu năng nó như vậy thôi các bạn. Đời nó cũng cũ rồi, 3770 thì chạy trên nền tảng là DDR3 rồi các bạn. Đây ok các bạn ha, mình đang cho chạy Cinebench R20 các bạn. CPU vẫn full load ở 100% ở mức xung là 2.8GHz các bạn ha, 8 core. Thì cái fan đó thì nó cũng gánh rất là tốt cái con CPU này các bạn ha. Các bạn thấy nhiệt độ chỉ có khoảng 40 độ C các bạn. À. Rất là nhẹ nhàng ha, 40 41 độ C, rất là mát luôn các bạn. Rồi, điểm Cinebench R20 là 1241 các bạn. Đây, đang ở mức này các bạn ha. Thua con coi 7 đời thứ tư HP là của laptop các bạn. Chút xíu ha, 1509. Rồi ok, bây giờ mình cho nó full load khoảng 15 phút các bạn ha. Sau đó mình xem nhiệt độ như thế nào rồi sau đó mình sẽ kết thúc clip luôn các bạn ha. Rồi, nhiệt độ CPU được duy trì ở cái mức khá là good luôn các bạn ha. À, với CPU 2 là ở mức 45 độ C các bạn, CPU 1 ở mức là 42 độ C các bạn. À, bởi vì cái gió vào của CPU 2 á, là được lấy ra một phần từ gió ra, nó cũng hơi nóng nè các bạn, của CPU đầu tiên ha. Nên các bạn thấy nó sẽ có chênh lệch nhiệt độ giữa hai CPU là như vậy. Ok các bạn ha, đó là đôi nét về HP Workstation XW9400 các bạn, vào thời điểm khoảng 2010, tức là cách đây khoảng hơn 10 năm các bạn. Cái máy mình thấy tem là tháng 2, bây giờ là tháng 8 rồi các bạn. Đã. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.